the sun. It's a wide world of wonderful fun. Excitement pops in from every door, with friends and family on the shore. These three friends will make you smile and cheer. The action on their island, the adventures are terrific on the shores of the Pacific. Now's the time to join in the fun. Những chuyến phiêu lưu ở vùng đất Vỏ Sò. Học cách cúi mình. Không, không, không. Allegrissimo của các em thật là adagissimo. Allegrissimo có nghĩa là rất nhanh. Và adagissimo có nghĩa là rất chậm. Vì vậy, nếu như cái của bọn em vừa rất nhanh mà cũng rất chậm, thì điều đó có nghĩa là âm nhạc của bọn em rất tuyệt. Các em làm như vậy là không ổn đâu. Đủ rồi, buổi học đến đây là kết thúc. Đừng quên việc luyện tập ở nhà đấy. Chào cô Doloroso. Cô thư giãn nào. Ý em là adagissimo. Buồn cười nhỉ. Arrivederci. Chàng trai, không phải cậu chỉ thích chơi với những chiếc sừng thôi đấy chứ. Chắc chắn là mọi người sẽ để tớ cùng học với cậu. Tớ không nhớ là đã nhìn thấy nơi này trước đây. Chắc chắn là nơi này mới xuất hiện. Tuyệt. Một võ đường. Này, đó không phải là sao biển Stan đấy chứ. Đó là những gì chúng ta cần. Một người với dây thắt lưng đen. Buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy sẽ gặp em vào tuần sau. Cậu ta đi đường này. Đẩy mạnh lên. Chào mấy cậu. Mấy cái sừng này là gì vậy? Chúng không có gì đặc biệt. Chúng rất kỳ lạ và chói tai. Như ngươi vậy. Cậu không nên lấy người khác ra làm trò đùa, Stan. Các cậu định làm gì vậy? Định gọi kỵ binh với sừng của mình à? Đừng nói linh tinh với tớ. Tớ có đai xanh đấy. Sheldon, chạy thôi. Bây giờ tớ là thầy của các cậu đấy. Sợ tớ chưa? Nhưng bố, mẹ, hai người không hiểu. Bố mẹ phải cho con đi học võ thuật đi, phòng trường hợp nguy cấp. Đó chính là giờ học sừng của con đấy, con trai. Khác nhau mà. Bài học về sừng của anh ấy chỉ là trong trường hợp cần thiết nhất thôi. Nguy cấp vẫn quan trọng hơn. Tiền không sinh ra từ tàu biển đâu, Sheldon. Chúng ta đã nộp tiền học cho khóa học về sừng của con rồi mà. Khi con kết thúc khóa học, ta sẽ nói chuyện với vua cua. Võ thuật. Nếu như mình không học các bài học võ thuật, mình sẽ mãi mãi chỉ là một loài động vật có vỏ mà thôi. Tớ quên mất phải làm bài tập toán. Tớ phải quay lại trường đây. Hẹn gặp cậu sau nhé. Được rồi, gặp lại sau. Xin chào. Võ thuật của cậu tuyệt quá. Cảm ơn cậu. Nếu như tớ có thể học được mấy bước di chuyển này, thì tớ có thể cho mọi người thấy tớ giỏi thế nào. Nhưng tớ thậm chí còn không tham gia được các bài học. Tớ cũng không đủ tiền học nếu như bố tớ không phải là sư phụ võ thuật. Ông ấy là bố cậu sao? Tuyệt quá! Tớ là Sheldon. Tớ là Min. Bố tớ và tớ vừa chuyển đến vùng đất Vỏ Sò. Tớ sẽ bắt đầu học ở trường san hô vào tuần tới. Tuyệt! Đó chính là nơi tớ đang đến đây. Và cũng là nơi tớ bị Stan đánh. Tớ có thấy những gì cậu ta làm với cậu ở ngoài võ đường. Tớ không thích lắm.
Có phải do tớ dễ bị động lòng không? Ý tớ là Stan cơ. Tớ không thích mấy người bắt nạt. Nếu như tớ biết võ, tớ sẽ gây ấn tượng với Stan bằng những di chuyển tuyệt vời. Học võ thuật để khoe khoang không phải là cách giải quyết vấn đề của cậu đâu. Chắc chắn là tốt hơn bị nói rồi. Nhưng có tác dụng gì chứ? Dù sao tớ cũng không thể tham gia khóa học. Tớ có thể dạy cho cậu vài đường cơ bản. Thật sao? Nếu như cậu hứa là chỉ dùng nó để học về tính kỷ luật. Tớ hứa. Xin lỗi. Tớ đã sẵn sàng để trở thành sư phụ của môn võ thuật. Tớ sẽ học cái gì trước tiên? Nhảy, lặn, bơi. Đầu tiên cậu phải học thở đã. Thở á? Tớ biết cách thở mà. Cậu biết cách thở không chuẩn. Cậu phải học cách thở chuẩn mới được. Như thế này. Cậu thử đi. Quá đơn giản. Cậu nhìn nhé. Tớ nghĩ tớ cần nghỉ đã. Cái cậu cần là tính kỷ luật. Nào, giờ làm như tớ nhé. Cậu thử đi. Cuối cùng tớ đã học được một cách hoàn hảo rồi. Bây giờ cậu phải học cách khiêm tốn đi. Tớ sẽ thành công lần này. Thật không công bằng. Không trung thực là thể hiện cậu không có danh dự. Sư phụ võ thuật phải có lòng tự trọng. Sheldon, cậu học rất nhanh. Tớ rất tự hào về cậu. Tớ đoán là tớ sẽ không phải lo lắng về chuyện Stan bắt nạt tớ nữa. Cậu ấy sẽ sợ tớ khi thấy tớ tuyệt thế nào. Hãy sử dụng những kỹ năng của cậu một cách thông minh, Sheldon. Phải có tính kỷ luật và khiêm tốn. Khoe khoang chỉ gây cho cậu thêm nhiều khó khăn hơn thôi. Tớ không hiểu lắm, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ cậu đã thành sư phụ của môn võ thuật này rồi. Tớ sẽ gặp lại cậu ở trường vào ngày mai, Min. Tớ không thể chờ đến cảnh nhìn thấy phản ứng của Stan khi cậu ta thấy tớ tuyệt vời như thế nào. Tại sao phải đợi đến ngày mai, hạ sư phụ Sheldon, khi mà bây giờ người có thể cho ta thấy người không tuyệt vời như thế nào? Cái danh hiệu không xuất sắc sẽ là của cậu. Ha!
Bây giờ ai là sư phụ? Cậu. Thành công rồi, mình là sư phụ của võ thuật. Và cậu ta đánh vào cái gọng. Bong. Tớ hy vọng là tớ có thể nhìn thấy mặt của Stan khi cậu giành chiến thắng. Đáng lẽ cậu phải nói với bọn tớ trước khi cậu đấu với cậu ấy chứ. Xin lỗi, nhưng Stan không thể làm khó tớ nữa đâu. Bây giờ cậu ấy còn sợ tớ cơ. Cẩn thận đấy, Sheldon. Cậu không nên khoe khoang đâu. Cậu chỉ thật sự mạnh khi cậu không khoe khoang. Đó mới là khiêm tốn, và đó chính là một kỹ năng quan trọng của võ thuật. Đừng lo, Min. Khi cậu giỏi như tớ thì cậu sẽ không cần khiêm tốn nữa đâu. Ai trong các ngươi là Sheldon? Ta là sư phụ Sheldon đây. Ta nghe nói ngươi là người giỏi nhất thị trấn. Đúng rồi đấy. Tốt, vì ta là người giỏi nhất thành phố vỏ sò, nên ta thách đấu với ngươi. Cho ta câu trả lời của ngươi. Sư phụ Sheldon, ngươi sẽ đấu với ta hay ngươi chỉ là một chú cá chê nhút nhát? Đừng tham gia, Sheldon. Sư phụ võ thuật chân chính không cần phải chứng minh cái gì cả, chỉ cần biết họ giỏi nhất là đủ rồi. Điều đó không hợp với tớ. Tớ muốn tất cả mọi người đều biết đến điều đó. Ta không phải là một chú cá chê nhút nhát. Ta là sư tử biển, và ta chắc chắn về điều đó. Tại sao ngươi dám? Toro. Biết tại sao ngươi phải có yếm tôm hùm không, Larry? Vì ta sẽ tạo một đống hỗn độn cho ngươi. Không phải nói gì thêm nữa, ngươi thắng. Tất nhiên là ta thắng, vì ta là người giỏi nhất. Và cậu ấy là người bạn tốt nhất của ta. Xin chữ ký ở đây. Chữ ký của sư phụ Sheldon, chỉ $5. Cảm ơn. Anh thực sự rất tuyệt. Đó là em trai tôi đấy. Và sau đó anh đã làm gì với họ, Sheldon? Anh đã nhảy cao 30 mét và đá con cá mập rất mạnh, khiến cho răng của nó bay ra ngoài. Tuyệt quá! Em cũng muốn thành sư phụ võ thuật. Em cũng vậy. Em sẽ lấy nó. Em đang đi tìm Sheldon. Là anh. Em muốn xin chữ ký sao? Không. Em muốn đấu một trận võ thuật với anh. Em là người khỏe nhất ở khu rừng kép. Em chắc chứ? Em phải thay đổi suy nghĩ đi. Anh đang giữ đai nâu đấy. Không là gì cả. Em có tận 8 gái như thế cơ. Tiến lên nào, Sheldon. Hãy cho cậu ấy thấy anh là người giỏi nhất. Nếu như cậu bé đó muốn vậy. Sheldon. Đủ rồi. Sheldon là sư phụ võ thuật. Sư phụ võ thuật ngày hôm qua thôi. Hôm nay anh là sư phụ của cả thế giới. Con muốn học võ, mẹ ơi. Con cũng muốn. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau nhé, các con. Chúng ta sẽ nói về chuyện này ngay bây giờ. Chiến đấu không phải là cách giải quyết các vấn đề của con. Con xin lỗi bố. Con không có vấn đề nào cả. Em bé đó mới có vấn đề. Và sau đó, tớ đã nhờ bác ốc xà cừ đưa đứa trẻ về với mẹ em ấy. Cậu là Sheldon ư? Chỉ một và duy nhất. Tôi là người giỏi nhất đảo rùa. Tiến lên và cho tớ thấy cậu có gì nào. Chúng ta có gì hả, Herman? Chúng ta có một trận vào thứ 5 tuần tới lúc 1 giờ và thứ 3 vào lúc 9 giờ 15. Cậu là ai? Tớ là người xếp lịch cho cậu ấy.
Em nên nhìn thấy anh. Anh thậm chí còn xuất sắc hơn bình thường. Nhảy, quay và lặn. Và em ấy chạy lên đồi rồi. Cậu là Sheldon hả? Lấy số đi. Đau quá. Tớ biết mà. Cậu thắng 4 em nhỏ hôm nay. Và bây giờ mới chỉ là buổi trưa thôi. Cậu biết không Herman, được là người giỏi nhất tại dương không tuyệt như tớ tưởng. Cậu thấy nó không tuyệt như cách cậu nói về nó à? Tớ đã nghĩ thế. Bây giờ mọi người tìm đến tớ để thi đấu. Nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Tớ không muốn thi đấu nữa. Tớ muốn chơi với rừng. Muốn vui vẻ. Này, người ở trên ngôi nhà trên cây kia, cậu có phải là Sheldon không? Không phải. Tớ biết. Có lẽ nếu như cậu thắng đối thủ tiếp theo thì những người khác sẽ không thách đấu cậu nữa. Chính xác. Cậu đúng là thiên tài, Herman. Tớ biết. Tớ được đai đen về trí thông minh đấy. Chào Min. Chào Sheldon. Cậu đã thắng ai hôm nay? Chính là đó. Tớ nghĩ tớ cần học bài khác. Nhưng tớ nghĩ cậu là sư phụ võ thuật, người giỏi nhất vùng đất vỏ sò. Đó chỉ là những gì mọi người nói thôi. Không, đó chính là những gì cậu nói, Sheldon. Tớ biết. Và đó chính là một nhầm lẫn lớn. Tớ không muốn chứng minh là tớ giỏi nhất nữa. Nhưng để làm vậy, tớ phải chứng minh tớ là người không ai có thể thắng được. Tớ không hiểu lắm. Nó rất đơn giản mà. Nếu như tớ quá giỏi thì mọi người sẽ sợ tớ và không ai muốn đấu với tớ nữa. Đúng không? Tất cả những gì cậu cần là dạy tớ thế võ mạnh nhất. Cậu sẽ dạy tớ chứ? Xin cậu đấy. Không. Bố, con chỉ... Ta biết con vẫn bí mật dạy các thế võ cho Sheldon. Min, con xin lỗi vì con đã không nói với bố. Con không có gì mà phải xin lỗi ta cả. Giúp đỡ người khác là việc nên làm. Nhưng khoe khoang thì không được. Có thể là cháu đã học rất nhiều thế võ rồi. Nhưng Sheldon, cháu sẽ không bao giờ giỏi hơn Stan hay những người khác. Cháu đấu với mọi người vì cháu muốn chứng tỏ khả năng. Cháu không có kỷ luật, không khiêm tốn. Đó không phải là võ thuật. Cháu nghĩ là bài học đến đây là kết thúc rồi ạ. Ta sẽ dạy cháu những gì cháu muốn biết. Thế võ mạnh nhất sao? Tuyệt quá. Khi nào thì cháu có thể chiêm ngưỡng thế võ đó ạ? Ta đã cho cháu xem rồi. Tuyệt quá. Chắc chắn là nó phải rất nhanh nên cháu mới bỏ lỡ nó. Bác có thể cho cháu xem lại được không ạ? Cháu không hiểu. Đó chính là cúi đầu. Cúi đầu ư? Đúng vậy. Bây giờ cháu đã biết thế võ mạnh nhất rồi đấy. Điều đó nói lên rằng cháu là người khiêm tốn và cháu có được sự tôn trọng bản thân. Cháu có thể giải quyết được mọi vấn đề mà không cần khoe khoang. Nhưng cháu nghĩ phải có những thế võ tuyệt vời hơn mà chỉ sư phụ như bác mới có thể làm chứ ạ? Những thế võ dễ nhìn chẳng có ý nghĩa gì hết. Đó chính là khi mọi thứ ở đây và ở kia sẽ khiến cho sự thật mạnh hơn bao giờ hết. Cháu không hiểu. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ hiểu. Võ thuật không phải là để khoe khoang hay thắng ai để thu hút sự chú ý. Đó là sự tự tin đủ để cậu không cần phải thách đấu xem ai ở vị trí đầu. Nhưng làm sao tớ có thể ngăn mọi người không thách đấu với tớ? Chúng ta phải nhanh lên, Sheldon. Nếu không chúng ta sẽ bị muộn cho cuộc đấu đầu tiên của cậu. Ở đâu vậy? Tại võ đường. Cậu không cần phải làm thế đâu, Sheldon. Tớ sẽ làm như vậy. Nhanh lên, Sheldon. Tớ đã không thể sắp xếp lịch cho cậu hôm nay nữa rồi. Vậy cậu là Sheldon tuyệt vời. Cậu trông không giỏi lắm. Đó là những gì mọi người nói trước khi tôi thắng họ. Cậu có thể thắng mọi người, nhưng cậu sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu. Tôi là người nhanh và giỏi nhất với thế võ trong 7 bãi biển. Cậu không tính được tôi đã thắng bao nhiêu người đâu. Tôi biết. Tôi nghe chuyện đó rồi. Nhưng không phải từ tôi. Không, từ tôi. Tôi không chỉ là người giỏi võ nhất, mà tôi còn giỏi khoe khoang nhất. Không, cậu không phải. Tôi mới là người như thế. Nhanh lên, Sheldon. Sau trận này cậu còn 3 trận nữa. Ngoài cậu, tôi cũng còn 4 trận nữa.
Mọi người luôn thách đấu cậu đúng không? Cậu không biết được đâu, nó sẽ không bao giờ kết thúc. Hôm qua tôi vừa bị thách đấu ngay tại bài học về sừng của tôi. Thật sao? Tôi cũng chơi sừng này. Tuyệt quá, nhưng tôi chơi không giỏi, không kém như tôi đâu. Thật sao? Cậu có chắc là cậu muốn đấu với tôi không? Không hẳn, tôi chỉ muốn trông thật tuyệt với bạn tôi thôi. Tớ cũng vậy, tớ đã mệt mỏi với chuyện khỏe khoảng mỗi ngày. Nói với tớ đi, tớ cũng chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường, mà không có ai ở biển thách đấu tớ nữa. Tớ hiểu rồi. Hiểu gì cơ? Sư phụ Quân nói rằng cái võ này không phải để chứng minh với mọi người cậu nhanh và mạnh thế nào, mà là về bên trong bản thân cậu mạnh mẽ như thế nào. Mạnh đủ để nói không khi mọi người thách đấu với bạn. Nghe tuyệt đấy, nhưng làm sao để mọi người không thách đấu với chúng ta nữa bây giờ? Bằng việc không khoe khoang nữa, nó chỉ mang lại thêm khó khăn cho chúng ta thôi. Tớ hiểu rồi, chúng ta sẽ nói với mọi người là chúng ta không cần phải đấu với ai để chứng tỏ chúng ta giỏi nữa. Đúng vậy, hãy cho họ thấy võ thuật thực sự là về cái gì. Đó mới chính là tinh thần của võ thuật. Thật là tuyệt. Ta cá là cháu có thể thực hiện được, nhưng ta sợ nó sẽ không như nó xảy ra đâu. Ta chỉ thể hiện bản thân, nhưng kỹ thuật võ thuật của ta thì... Kỹ thuật của ta... Một cái dây thắt lưng tối màu thì tốt hơn là dây thắt lưng màu đen. Đó chính là lý do tại sao khoe khoang thì thường mang lại những trở ngại bất ngờ. Vì vậy, thay vì nói với mọi người là mình giỏi, thì hãy khiêm tốn và thể hiện kỹ năng của bản thân. Và mọi người sẽ công nhận tài năng của bạn mà bạn không phải nói bất cứ từ nào.